quý vị, thưa các bạn, Hưng Yên quê ta có nhiều di tích danh thắng, trong đó Văn Miếu Xích Đằng là một biểu tượng đáng tự hào về nền học vấn của người Hưng Yên. Tại đây vẫn còn khắc ghi những tấm bia đá ghi tên tuổi của các vị người Hưng Yên đỗ đạt qua các kỳ thi của các triều đại phong kiến trong khoảng gần 1.000 năm lịch sử. Với 228 vị đỗ đại khoa, Hưng Yên trở thành một trong 4 tỉnh có nhiều người đỗ đạt cao nhất nước và là một trong rất ít tỉnh còn giữ được văn miếu đến hôm nay. Và Văn Miếu Xích Đằng Hưng Yên được nhắc đến bên cạnh những tên tuổi như Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội, Văn Miếu Mao Điền Hải Dương, Văn Miếu Bắc Ninh, Văn Miếu Huế. Văn Miếu Xích Đằng Hưng Yên được xây dựng trên đất làng Xích Đằng thuộc phường Lam Sơn, thị xã Hưng Yên. Theo bài khắc ở quả chuông Văn Miếu thì Hưng Yên thuộc trấn Sơn Nam và trước đây đã sớm có Văn Miếu. Nhưng đến năm 1831, tức là vào đời vua Minh Mạng, ông vua thứ hai của triều Nguyễn, thì Văn Miếu Xích Đằng mới được xây cất quy mô và to đẹp như hiện nay. Xét về điều kiện tự nhiên và logic xã hội thì Văn Miếu Xích Đằng có từ sớm. Bởi Hưng Yên, Phố Hiến, một thương cảng sầm uất phát triển ở thế kỷ 16 vào thế kỷ 17, chỉ đứng có sau Hà Nội. Miền đất từng thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến ấy tất phải có một văn miếu, nơi thờ các thầy giáo và các bậc hiền tài, vừa là nơi ghi tên những người học giỏi đỗ đạt cao. Văn Miếu Xích Đằng là nơi thờ tự tôn nghiêm, du khách tới đây sẽ thấy mình phải học tập tiền nhân rất nhiều. Nơi đây chính là biểu tượng văn hiến, biểu tượng hiếu học của người Hưng Yên. Một miền đất không rộng như Hưng Yên mà có số người đỗ đạt cao xếp thứ tư cả nước. Đó là điều tự hào mà các thế hệ sau cần phải học tập và phát huy. Nếu như một số văn miếu hàng tỉnh đã bị thời gian và chiến tranh làm hư hỏng, thậm chí có văn miếu bị phá hủy gần như toàn bộ, thì Văn Miếu Xích Đằng Hưng Yên lại được nhân dân địa phương và chính quyền các cấp giữ gìn tương đối nguyên vẹn. Một số công trình chính của văn miếu như cổng ra vào, nhà tả vu, hữu vu, lầu chuông, lầu khánh vẫn được giữ gìn. Đó thực sự là những hiện vật rất quý báu giúp chúng ta có mối liên hệ mật thiết với tổ tiên, cha ông mình. Kiến trúc Văn Miếu Xích Đằng hiện còn giữ lại được gần như nguyên vẹn, gồm tam quan, nhà thờ, hay dãy tả vu hữu vu và lầu chuông, lầu khánh. Tam quan Văn Miếu là một trong những tam quan to đẹp nhất so với các tam quan đền chùa ở tỉnh ta. Tam quan được xây bằng gạch chỉ, cao 2 tầng, kiến trúc kiểu trồng diêm 6 mái, cao 13m, dài 10m và lòng rộng 7m. Tầng 2 có các ô phòng, có sân và hành lang đi lại thuận tiện. Tầng 2 có 4 mặt, chính giữa mặt bắc và mặt nam xây vòm tròn, đường kính khoảng 1,5m. Từ những cửa hình tròn này, phóng tầm mắt ra xa, ngắm trăng đón gió, đúng như câu đối ở Tam Quan ghi rằng: bốn mặt hai đàn dâng ca hát, tinh thần thoải mái, lòng rộng mở, một trời gió quang mây tạnh, núi cũng cao mà nước cũng trong. Và Kim Đằng là trấn của vua trước, lấy việc thánh làm nếp thành công. Sân văn miếu rộng, một chiều 30m, một chiều 50m, tổng cộng rộng gần 5 sào. Qua sân là đến tòa nhà chính, kiến trúc kiểu chữ tam gồm gian tiền tế, trung từ và hậu cung. Toàn bộ xà cột, cửa đều bằng gỗ lim, được chạm khắc công phu. Gian tiền tế thờ Chu Văn An. Chu Văn An là người Thanh Trì, Hà Nội. Ông giữ chức tu nghiệp Quốc Tử Giám, tức hiệu trưởng Văn Miếu Quốc Tử Giám. Ông trực tiếp dạy Thế Tử,
người nối ngôi vua Học. Ông là người cương trực, ít giao du, sửa mình trong sạch, bền giữ tiết tháo, lời nói lẫm liệt mà kẻ nịnh phải sợ. Khi ấy, vua Trần dụ Tôn chơi bời, lười việc chính trị, bọn quyền thần nhiều người làm trái phép. Chu Văn An can dụ Tôn không nghe, ông dâng sớ chém 7 nịnh thần, đều là người quyền thế vua yêu, người bấy giờ gọi là sớ thất trảm. Vua không trả lời, ông bèn treo mũ từ quan về ở ẩn tại vùng núi Chí Linh, Hải Dương và tiếp tục nghề dạy học. Ông thường ở nhà đọc sách, học trò đầy cửa. Thỉnh thoảng có người học trò Đỗ Đại Khoa làm tới chức hành khiển như Phạm Sư Mạnh, Lê Bá Quát vẫn giữ lễ học trò, khi đến thăm hỏi vẫn lạy ở dưới giường. Gian chính hậu cung thờ Khổng Tử. Khổng Tử là người Trung Quốc, sinh vào thời nhà Chu trước công nguyên vài trăm năm. Ông mồ côi cha từ khi 3 tuổi, ở với mẹ. Ông chăm học và học giỏi. Ông đi làm quan ở nhiều vùng. Khi ông làm quan, ông đã viết sách và đã có người theo học ông. Sau này, cuộc đời làm quan nhiều thăng trầm phiêu dạt. Ông cáo quan về nhà mà say sưa việc dạy học. Ông chú trọng dạy đức, nhân, trí, lễ, tín cho học trò. Theo ông, muốn trở thành con người có nhân có đức thì càng phải học. Tương truyền, ông có 3.000 học trò, trong đó có thất thập nhị hiền, tức 72 người thành đạt. Ông viết nhiều sách, còn lưu lại đến ngày nay như Kinh Thư, Kinh Thi, Kinh Xuân Thu và Luận Ngữ. Ông là nhà tư tưởng, là nhà giáo được suy tôn là người thầy tiêu biểu của muôn đời. Cùng với những công phu xây đắp nên một văn miếu Hưng Yên không kém phần nguy nga, to rộng, thì tại văn miếu Xích Đằng vẫn còn lưu giữ 9 tấm bia đá khắc ghi tên của những người học trò giỏi ở Hưng Yên. Quả là không hổ danh tượng đồng bia đá. Những tấm bia khắc ghi những người trò giỏi sẽ còn mãi với thời gian. Chín tấm bia đá khắc tên các tiến sĩ, trong đó có 8 Trạng Nguyên là người đỗ đầu kỳ thi của cả nước. Người Hưng Yên đỗ đạt cao và ra làm quan. Nhiều người làm quan to trong triều, có người làm quan tể tướng. Qua các tấm bia ở văn miếu Xích Đằng còn ghi lại, Hưng Yên có nhiều làng tiến sĩ. Mỗi làng có từ 7 đến 10 người đỗ tiến sĩ, như làng Thổ Hoàng, huyện Ân Thi, làng Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, làng Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, làng Lại Ốc, làng Đan Nhiễm, huyện Văn Giang. Hệ thống các bức đại tự, hành phi câu đối ở văn miếu rất phong phú. Có ý kiến cho rằng một số bức là của chú Trịnh đề tặng. Nhiều chú Trịnh hay chữ nên các câu đối ở văn miếu cao sâu, thâm thúy, khúc chiết và tao nhã. Cùng với các tấm bia đá, văn miếu Xích Đằng còn có 30 câu đối và 7 bức đại tự. Nội dung các bức đại tự chủ yếu ghi công ơn của thầy giáo, khẳng định tư tưởng và đạo đức của người thầy còn mãi với thời gian, khẳng định việc học, khẳng định đạo đức con người còn mãi cùng trời đất. Các câu đối cũng ghi lại công ơn và đạo đức người thầy. Một số câu khuyên răn con người phải học tập, tu dưỡng, phải nhớ ơn tổ tiên. Khi thành công phải nghĩ tới tổ tiên, chứ không phải ngẫu nhiên mà mình thành đạt. Mà đã là người thì phải có đôi cánh như Phượng Hoàng, như Kỳ Lân tung bay trong thiên hạ. Phải làm những việc có lợi cho dân, cho nước, để tên mình được ghi nơi bảng vàng, bia đá. Ngoài nhà thờ lớn,
Văn miếu Xích Đằng còn có nhà Tả Vu và Hữu Vu. Trước đây là nơi mọi người sắp đồ cúng tế, cũng là nơi dừng chân khi khách tới thăm viếng. Cạnh nhà Tả Vu là lầu chuông, thân chuông cao 1,5 m, rộng 50 phân, trên có đúc 4 chữ nổi: Kim Trung Văn Miếu, tức chuông vàng Văn Miếu. Gác khánh còn một khánh đá dài hơn 1 m, cao 95 phân, dày 15 phân. Trước tam quan có 2 con sấu đá. Đáng tiếc là 2 con cũ lại đặt ở nơi khác, hiện lại là 2 con mới. Toàn bộ diện tích khu văn miếu trước đây rộng 9 mẫu, riêng khu nội tự rộng 2 mẫu 7 sào, được bao bọc bởi hàng tường xây 4 mặt. Kiến trúc ở văn miếu rất hài hòa, cân đối, rộng rãi, thoáng mát mà vẫn giữ được tôn nghiêm, thành kính. Trước tam quan hơn 100 mét là đầm vạc. Đầm vạc trồng sen, trước đây rộng 10 mẫu, nay bị thu hẹp dần. Trước đây văn miếu còn có hồ văn để các nho sĩ nghỉ ngơi thưởng cảnh, nhưng hồ văn nay cũng không còn. Tỉnh đang có kế hoạch tu sửa lại văn miếu như dáng vẻ và diện tích ban đầu, để du khách được tới tham quan một danh thắng biểu tượng cho sự hiếu học và sự thành đạt của người Hưng Yên. Xích Đằng vừa được tỉnh Hưng Yên quan tâm đầu tư tu sửa lại. Nhiều tập thể và cá nhân đã cùng góp sức để văn miếu còn giữ nguyên được dáng vẻ như ban đầu. Đây thực sự là một nét đẹp văn hiến của miền quê Hưng Yên, nơi có nhiều nhà khoa bảng thành đạt, nơi góp phần hun đúc và cổ vũ nét đẹp hiếu học của miền quê văn hiến Hưng Yên. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Danh Nhân Danh Thắng Hưng Yên hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.